Việt Nam hay cùng với cụm từ Hoa hậu ở Việt Nam, chúng tôi sẽ phát triển cái smartphone này ngày một phát triển hơn. Đặc biệt là trong cái kế hoạch phát triển trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ phát triển cái thương hiệu này ra tầm quốc tế. Và thực sự thì lẽ ra thì tôi cũng không chia sẻ câu chuyện này hôm nay, tuy nhiên là về câu hỏi của chị phóng viên thì cũng như là quan tâm của rất nhiều độc giả thì thực tế khi chúng tôi sử dụng cái từ Miss Cosmo Việt Nam thì chúng tôi đã nghĩ đến cái sự phát triển ở tầm quốc tế, và chúng tôi sẽ phát triển những thương hiệu toàn cầu với chữ Miss Cosmo này. Tôi nghĩ trong cái thời gian tới và cũng không xa lắm, chúng tôi sẽ có những thông tin đến anh chị phóng viên và công chúng trong thời gian tới. Và chúng tôi mong rằng với cái sự giới thiệu của Miss Cosmo Việt Nam cũng là một cái dấu mốc, cũng là một sự phát triển, và chúng tôi mong rằng là tất cả các anh chị phóng viên công chúng Việt Nam cũng như là tất cả những người yêu cái sắc đẹp trong nước và quốc tế cũng sẽ ủng hộ cái chặng đường của chúng tôi trong thời gian tới trong cái việc phát triển và đồng hành cũng như là xây dựng thương hiệu Miss Cosmo ra tầm thế giới. Và chúng tôi cũng mong muốn anh chị sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong cái việc này. Xin cảm ơn. Thì thấy nó khá là nhiều điểm tương đồng so với hành trình của hai nghề. Vậy thì em có suy nghĩ định gì về lựa chọn tôn vinh những cô gái đi lên từ nỗ lực và nỗ lực bên trong? Có thứ hai là em đã vốn đạt được những cái danh hiệu cao tại Miss Universe 2018, nhưng hiện tại thì cái thương hiệu Miss Universe Việt Nam nó không còn gắn bó với bạn em Hoàng Quân Nam nữa. Vậy thì em đánh giá như thế nào về mức độ phát triển của các tân hoa hậu này tại đấu trường quốc tế sau khi đã chia tay thương hiệu Miss Universe Việt Nam? Còn cuối cùng là cuộc thi năm nay chứng kiến nhiều sự thay đổi mới, vậy thì em nghĩ là các thí sinh sẽ có thuận lợi hay là khó khăn khi mà phải làm quen với những quy luật mới này? Cảm ơn. Khi mà mình không hợp tác với họ bằng ngũ với Miss Universe, đầu tiên nếu mà chia sẻ được cá nhân và cảm xúc của Hen thì Hen cũng khá là buồn vì điều này. Buồn là chắc chắn là vì cái mục tiêu cái thời điểm đó của mình rất là hừng hực để đại diện Việt Nam, để hô vang hai tiếng Việt Nam. Nhưng mà trong một cái diễn viên của một cô gái, nó không chỉ đánh giá ở tại đối tượng quốc tế mà là đánh giá cái hành trình và hoàn thành trách nhiệm của cô ấy, những giá trị mà cô ấy để lại cho cộng đồng. Nên cái việc một cô gái đăng quang ở một cuộc thi tại trong nước
nước, nhưng mà sức ảnh hưởng và tất cả những cái hành động mà cô ấy làm lan tỏa đến cho cộng đồng, tạo một cái giá trị và để lại một giá trị, thì điều đó nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Và ý tiếp theo nữa là hãy nghĩ là sẽ có rất nhiều cái cơ hội khác mở ra. Có thể là mọi người sẽ vẫn đặt một cái gì đó nó tầm lớn và mọi người muốn hướng đến cái điều đó, nhưng mà không có nghĩa là khi mà một cái cánh cửa nào đó nó không còn thì mọi người sẽ mất đi, nhưng mà nó sẽ là một cơ hội để tạo nên một sự đột phá, để cho họ chạm đến một cái điều mới mẻ hơn, sáng tạo hơn. Trái đất của chúng ta luôn luôn chuyển và tất cả mọi thứ vẫn có thể thay đổi, và sẽ có những cái phù hợp sẽ đến đúng thời điểm cần thiết của một cái trạng thái gì đó. Câu tiếp theo, từ lời có khó khăn, thì em nghĩ rằng là cái cuộc đời của cái cuộc này dành cho các cô gái đó là sự đơn giản. Và thực tế rõ ràng là từ những cái định hướng, các yếu tố cần, giống như là anh Hoàng đã chia sẻ, thì quá rõ ràng để chúng ta có thể tiếp cận, và tất cả các cô gái sẽ có cơ hội chạm đến và tất cả mọi thứ đều mới. Không có một cái hình dung trước đó để các cô gái phải áp lực, mà tất cả mọi thứ đều cởi mở để cho tất cả các cô gái có thể dễ dàng tiếp cận và lắng nghe, học hỏi, và theo cái sự hướng dẫn của ban tổ chức, từ những cái học hỏi đơn giản như vậy sẽ giúp cho cô ấy có thể phát triển và tiếp cận gần hơn với cuộc thi. Nó không gì là quá khó khăn. Về khó khăn thì em nghĩ là chắc là sẽ không có, tại vì tất cả những cái môi trường được mở ra nó sẽ là một cái cơ hội để cho các cô gái có cơ hội thay đổi, và nó sẽ giúp ích cho các cô gái có thể trưởng thành. Và với môi trường Cosmo, hãy nghĩ rằng là nó là một cơ hội dễ dàng để cho tất cả các cô gái có thể chạm đến ước mơ với một ngôi vị tốt để có thể đóng góp và phát triển cho cộng đồng. Và đó là những cái chia sẻ từ khía cạnh của Hen khi mới ở giai đoạn này, và trong tương lai khi mà bắt đầu chạy rồi, bắt đầu tiếp cận rồi và sẽ hiểu nhiều hơn, sâu hơn, thì Hen sẽ trả lời tiếp tục những cái câu hỏi khó mà anh đã đặt cho em. Cảm ơn những câu hỏi của anh, và đây là xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chia sẻ của mình. Về những tiêu chí và mục tiêu của ban tổ chức trong năm đó, mong muốn tìm kiếm một cô gái như thế nào, thì Ngọc Trâm sẽ đặt cho mình những cái kế hoạch và những cái mốc thời gian nhất định để có thể rèn luyện để trở thành một cái cô nó tiện cận nhất với cái tiêu chí mà ban giám khảo đề ra. Và thứ hai nữa là mình sẽ phải biết mình yếu ở điểm nào và mình mạnh ở điểm nào, để mà những cái phần mình yếu mình sẽ phải rèn luyện thật là nhanh để mà phát triển nó thành một cái phiên bản tốt hơn. Giống như trong ngày xưa khi mà mình học với giỏi tiếng Anh đó, thì mình sẽ phải nỗ lực hàng ngày, mình học tiếng Anh mỗi ngày luôn để mình biết tiếng Anh. Và khi mà mình học có một cái kỹ năng Hàn Quốc nó thu hút đó, thì bắt buộc mình sẽ phải đi học, đi tập mỗi ngày để mình có được cái kỹ năng Hàn Quốc nó tự tin hơn, nó hút hơn cái bóng kính. Kể cả cái việc mà mình học về ứng xử, mình học về văn hóa, thì giống như trong có nói là bản thân mình sinh ra mình không có biết hết tất cả mọi thứ, cho nên là mình sẽ phải biết nhìn nhận và chấp nhận mình là cái nào mình chưa đủ, mình còn yếu, thì bắt buộc sẽ phải học về cái đó rất là nhiều. Và cho xin chúc cho các bạn là sẽ có một cái hành trình thật tuyệt vời cùng với Hoa hậu của Việt Nam 2023 nhé. Và cái cụm từ Cosmo hay là Cosmos đều là những cụm từ khá là phổ biến và được sử dụng nhiều trong tất cả các lĩnh vực khác nhau. Từ Cosmos thì xuất phát từ cái tên là Cosmos, là địa chỉ về vũ trụ. Và cái định nghĩa của Cosmos là một vũ trụ đang được sắp xếp theo trật tự. Và khi mà chúng tôi tìm hiểu và nghiên cứu về thương hiệu Cosmos trên thế giới thì chúng tôi thấy là cũng có, đúng là có những cái cuộc tương tự, nhưng mà cái tên nó sẽ hơi khác một tí, ví dụ như là Cosmos World hoặc là Cosmopolitan, tức như là cái tiền mẫu Cosmos được ghép vào những cái yếu tố khác. Và vì vậy mà đối với Cosmos Việt Nam hoặc là ví dụ như là Cosmos International thì tôi thấy là cái tên này vẫn còn dễ mở và cũng là một cái tên rất là hay và phù hợp đối với định hướng của thương hiệu Hoa hậu của Việt Nam để mà phát triển trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng lấy, khi mà chọn một cái tên thì điều đầu tiên là phải chọn một cái tên có đủ tính phổ quát và đủ tính phổ biến để mọi người có thể nhận biết và sau đó hiểu với cuộc thi. Và cái điều thứ hai đó là thông qua cái truyền thông và hình ảnh nội dung của cuộc thi để giúp cho cái tên này trở nên phổ biến đến rộng rãi